Dạy da cá alligator đến logo BT Kim Cương là món phụ kiện đắt đỏ mà Kỳ Lân chuyên tâm thực hiện để phục vụ các quý ông giới thượng lưu. Dạy da cá alligator quý hiếm và đắt đỏ với chất da mềm mại, bề mặt da bền bỉ, không dễ bị nứt. Ưu điểm này giúp dạy da cá sấu đánh bại tất cả các đối thủ khác. Thiết kế dạy da cá alligator đến logo BT Kim Cương tạo điểm nhấn ấn tượng. Trên giày là bộ logo làm từ vàng nguyên khối AU750 theo chuẩn thụy sĩ. Thiết kế vàng cứng cáp, không bọt, không xốp. Ngoài ra, bề mặt vàng trên logo BT được đính kết lên tới 137 viên kim cương trên mỗi logo. Tổng hai logo lên tới 274 viên kim cương lấp lánh, sáng chiếu khiến bất kỳ ai cũng phải trầm trồ. Không chỉ chú trọng vào vẻ bề ngoài, đôi giày da cá alligator đến logo BT kim cương còn mang lại sự thoải mái tối đa cho người sử dụng. Khi mang đi cả ngày, đi du lịch giúp hạn chế tình trạng bị đau và nhức các ngón chân mang đến. Đế giày được làm từ chất liệu cao su cao cấp kết hợp với lớp lót mềm mại, giúp đôi chân luôn êm ái dù di chuyển cả ngày mà không sợ bị đau hay mỏi chân. Khi đi đôi giày da cá alligator đến logo BT kim cương giúp phái mạnh tự tin khẳng định bản thân trong mọi hoàn cảnh, kể cả khi đàm phán với khách hàng quan trọng. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.